Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Trương Minh Cường khẳng định không có việc anh ly hôn với bà xã. Nam diễn viên cho biết hai vợ chồng vẫn bình thường và chưa hề có bất cứ giấy tờ ly hôn nào. Video, Trương Minh Cường phủ nhận việc ly hôn. Mới đây, thông tin việc nam diễn viên Trương Minh Cường ly hôn bà xã đại gia sau 10 năm chung sống được chia sẻ trên truyền thông khiến nhiều người xôn xao. Cụ thể, có thông tin cho rằng anh đã xác nhận việc đường ai nấy đi với bà xã từ trước nhưng không muốn công khai. Trương Minh Cường phủ nhận tin ly hôn với bà xã đại gia. Sau khi thông tin được chia sẻ, Vietnamnet đã liên hệ trực tiếp được với Trương Minh Cường. Tuy nhiên, nam diễn viên lại khẳng định hoàn toàn không có việc ly hôn và cho biết gia đình anh vẫn hạnh phúc. Tôi và bà xã vẫn đang sống bình thường, không có việc ly hôn, đó là sự thật 100%. Cả hai vợ chồng vẫn đang sống hạnh phúc và giấy tờ đăng ký kết hôn vẫn còn nguyên vẹn, nam diễn viên khẳng định. Trương Minh Cường khẳng định gia đình anh vẫn hạnh phúc. Chia sẻ về việc thông tin anh xác nhận trước truyền thông về việc này, Giang Dong Gun Việt cho biết nguyên nhân do anh đã đưa tài khoản cá nhân cho một vài người bên Việt Nam để làm chứng nhận xác thực nên dẫn đến việc thông tin được lan truyền không chính xác. Trương Minh Cường nói, tôi đã đưa tài khoản Facebook và password cho các bạn bên Việt Nam 2 tháng để làm nút xanh dương nên chắc bị lạc tài khoản và để xảy ra chuyện hiểu lầm như vậy. Hiện tại tôi cũng đã lấy lại được tài khoản của mình. Khi được hỏi cảm xúc của anh và bà xã thế nào khi nhận được thông tin thất thiệt về gia đình, nam diễn viên cho biết anh và vợ cảm thấy bình thường, không quan tâm đến những tin đồn. Bản thân tôi không muốn ý kiến nhiều về việc này. Bà xã hiện cũng đã đọc được thông tin nhưng vẫn cảm thấy bình thường. Cô ấy nói chuyện sai hay đúng thì cũng không sao, gia đình vẫn vậy và mọi người sẽ tự hiểu nên không cần đính chính làm gì, Trương Minh Cường nói. Nam diễn viên cũng cho biết thêm hiện tại anh vẫn tiếp tục công việc tại Mỹ và vẫn đang ấp ủ một số kế hoạch tái xuất về phim ảnh vào năm 2020. Nam diễn viên và bà xã không quan tâm nhiều về những tin đồn. Trương Minh Cường sinh năm 1978 tại Tiền Giang. Anh bắt đầu được khán giả chú ý khi tham gia bộ phim truyền hình Gió Nghịch Mùa đóng chung với Lý Nhã Kỳ, Việt Anh chạy án. Thời điểm đó, anh là một trong số những diễn viên nổi tiếng nhất ở Việt Nam và được mệnh danh là Giảng Dong Gun Việt Nam bởi ngoại hình điển trai và vẻ lạnh lùng, nam tính. Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Trương Minh Cường kết hôn với bà xã Thu Huyền là giám đốc nhân sự của một công ty truyền thông lớn và sang Mỹ định cư. Sau khi kết hôn, cả hai có với nhau hai con là bé trai Louis Trương Gia Bảo 9 tuổi và bé gái Mồ Nạ Trương Bình Nhi 5 tuổi. Trương Minh Cường cũng thường chia sẻ những hình ảnh mái ấm đầy hạnh phúc bên bà xã tâm lý cùng hai đứa con đang ở độ tuổi khôn lớn và dành nhiều lời khen có cánh cho bà xã. Chính vì vậy việc Trương Minh Cường ly hôn khiến cho nhiều người không khỏi bất ngờ, tuy nhiên anh đã chính thức lên tiếng phủ nhận thông tin này. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.